Vâng, xin mến chào toàn thể anh em nhé. Rất vui gặp lại anh em trên kênh YouTube của Trung tâm Điện tử Tắm Hoa. Vâng, trở lại với video clip tiếp theo ngày 5 tháng 10 năm 2020. Bên em tiếp tục giới thiệu hàng về những cặp loa Audio Center. Mã sản phẩm là PF12+, vừa được bên em tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Vâng, trước ống kính toàn thể anh em, đây là những cặp loa Audio Center, mã sản phẩm là PF12+. Đẹp xuất sắc. Mã PF12+ thì loa này được thiết kế một bát 30 và một mid tép kèn. Ok, hàng vừa về anh em nhé. PF12+. Vâng, Audio Center nó đến từ thương hiệu của Tây Ban Nha. Và mã của sản phẩm là PF12+ thì công suất trung bình 400W, trở kháng của loa là 8 ohm. Đó. Với dòng loa PF12+, mã PF12+ thì dòng này được thiết kế thêm cái công tắc cắt giải thấp, nghĩa là cắt giải bát đấy. Anh em thích chơi giải cao, thích chơi tép không thì anh em bật cái công tắc này. Vâng, đây là những cặp loa Audio Center PF12+ này. Đấy, bên em tuyển chọn rất là kỹ lưỡng và gắt gao. Đấy. Và không để xúc phạm anh em. Và cũng rất hiểu tâm lý toàn thể anh em. Với những dòng loa Audio Center thì nguyên bản của những cặp loa bên em tuyển chọn này, về nội thất thì nó còn nguyên bản, và còn về cái ngoại thất nhé, thì bên em cũng chia sẻ luôn với toàn thể anh em là nguyên bản của phần ngoại thất thì nó là màu trắng anh em nhé. Loa toàn bộ bên ngoại thất thì nó là màu trắng. Đấy. Và hiểu được tâm lý của anh em, bên em bắn cái màu đen vào. Đấy. Còn về hình thức và bát tép, bên trong nội thất là bên em bao zin, cam kết là loa đẹp, zin đẹp xuất sắc. Và đây bên em cũng tiện tháo ra để kiểm tra. Hàng bên em khi mà về ấy, là bên em phải kiểm tra rất là kỹ nữa về bên trong nội thất còn nguyên bản hay không. Đây này. Thì với cái mã PF12+ thì dòng này nó được sử dụng từ 19 anh em nhá, từ 19 đây này anh em nhìn này. Đấy, từ 19. Đấy, từ 19 nhá. Từ 19 và côn 76. Đấy, từ 19 côn 76. Khung xương của nó rất là chắc chắn. Anh em nhìn nó nguyên bản đây này. Đấy, cái cổ côn của dòng loa nguyên bản Audio Center. Đấy. Các bác cứ mang cái cổ côn này đi so. Đó, đây là cổ côn zin nguyên bản này. Đấy. Khung xương của nó thì rất là chắc chắn rồi, dòng là Audio Center. Đấy, bát 30. Sử dụng màng giấy gân vải. Rất là chắc chắn. Dòng này chơi karaoke tiếng rất là bay sáng. Và đây là cái mid tép kèn của Audio Center. Đấy, hàng bãi xịn nhá, hàng bãi xịn zin 100%. Đấy, chỉ có cái về phần ngoại thất bên ngoài nó là màu trắng, bên em tuyết màu đen để cho anh em cái tâm lý anh em là thường là thích màu đen. Ok, đây là cái phần tần. Phần tần rất là to nhá. Phần tần bên mặt dưới cũng được dập Audio Center này. Audio Center và PF12+ này. Đấy, PF12+. Đây, cái mặt dưới nhá. Đây là cái mặt trên này. Đấy, to khủng khiếp luôn, phần tần Audio Center này. Đấy. PF12+ này. Cuộn cản của bát và ba con trở đồng và hai con trở sứ rất là lớn, một con tụ vàng rất là to. Và đây là cuộn cản của mid tép kèn. Vâng, bên em chào bán với cái giá rất là êm cho anh em. Các bác xem video của Trung tâm Điện tử Tắm Hoa, hãy lán lại một chút để lắng nghe bên em đưa ra cái giá công khai để quý vị cũng như là toàn thể anh em chúng ta lắm được
để các bác cùng tham khảo. Ok, loa zin nguyên bản 100%. Đấy. Vâng, bên em chào bán với cái giá của cặp loa Audio Center bãi xịn được thiết kế một bát 30. Đấy. Với cái giá chào bán là 12.300.000 đồng. Đấy, bên em cam kết nhé, 12.300.000 đồng cho một cặp loa Audio Center bãi xịn. Bên em cam kết zin 100%, 99% anh em nhé, 99%, còn 1% là bên em đã bắn cái sơn đen. Zin nguyên bản của nó là màu trắng. Và đây, đây là vợ xã em này. Vợ xã chào các bác câu nhỉ. Nếu không zin là em đền các bác đấy nhá. Không zin là em đền các bác này. Ok, bên em đã cam kết với toàn thể anh em là những cặp loa bên em tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Và mọi nhu cầu mua sắm các bác cũng như toàn thể anh em hãy liên hệ theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Địa chỉ trung tâm điện tử Tắm Hoa tại thị tứ Lê Lợi, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.